Hôm nay thì chúng ta sẽ học bài 5. Và cái phần lý thuyết mà hôm nay các bạn được học là sẽ học về 4 nguyên tắc hỗ trợ năng lượng cho người bệnh. Thì sau này khi mà các bạn đi hỗ trợ năng lượng cho người bệnh á, thì nó phải hội đủ 4 nguyên tắc này thì các bạn làm việc nó sẽ hiệu quả cao hơn. Thì đối với cái người học viên cấp 2 thì mỗi ngày các bạn sẽ có khả năng hỗ trợ được 20 người. Nhưng nếu như các bạn làm tốt, tức là trong quá trình mà chúng ta hỗ trợ năng lượng á, các bạn tập trung tốt, thì con số đó nó sẽ nhiều hơn. Vì khi mà chúng ta hỗ trợ năng lượng cho người bệnh á, là chúng ta đang hỗ trợ trong cái trạng thái là thiền động. Mình sẽ thu vào và phát qua cho người bệnh, nên năng lượng nó sẽ không bao giờ hết được. Thì nếu như chúng ta có nhiều thời gian thì chúng ta sẽ hỗ trợ được nhiều người hơn. Thì 4 nguyên tắc đó là gì? Thứ nhất là lòng tin. Thứ hai là tư tưởng. Thứ ba tình thương. Và cuối cùng là nghiêm túc. Thì đầu tiên ở cái nguyên tắc lòng tin, thì cái lòng tin trước tiên là nó đòi hỏi giữa mình và cái người đến nhờ mình hỗ trợ, trước tiên cả hai người phải có lòng tin vào cái phương pháp thiền dưỡng sinh này. Và cái lòng tin thứ hai thì mình là cái người đi hỗ trợ năng lượng cho người khác, thì chúng ta phải có lòng tin vào bản thân mình. Vì nếu như mình đi hỗ trợ cho người khác mà mình không có lòng tin vào mình không dám tin là mình có thể làm được cái điều đó, thì mình sẽ không dám làm cái việc đó. Vì mình không tự tin và cái việc của mình làm nó sẽ hiệu quả không có cao. Còn bản thân cái người đến nhờ mình hỗ trợ năng lượng thì họ phải có lòng tin vào cái người sắp sửa cho họ năng lượng. Nếu như họ không có lòng tin thì cái cơ thể của họ trong cái trạng thái là không tiếp nhận năng lượng của người cho, thì chúng ta sẽ rất là khó đưa qua. Nhưng nếu bây giờ họ có lòng tin vào cái người sắp sửa hỗ trợ cho họ, thì họ đang ở trong một cái trạng thái là đón nhận cái năng lượng của người cho, thì khi mà chúng ta đặt tay hỗ trợ thì cái năng lượng nó sẽ qua nhiều hơn và cái người bệnh nhân họ sẽ nhận được nhiều hơn. Thì đó là cái nguyên tắc lòng tin. Thì cái thứ hai là cái tư tưởng. Thì khi mà chúng ta đi đặt tay hỗ trợ năng lượng thì chúng ta phải mang một cái tư tưởng là vững vàng, vô tư, trong sáng, không vụ lợi. Chúng ta không mưu cầu bất kỳ một cái danh lợi nào cho bản thân mình. Ví dụ như là chức vụ nè, tiền bạc nè, tình cảm nè, tất cả đều không được. Chỉ cần mình có một cái mưu cầu vụ lợi gì cho bản thân mình thì mình đặt tay nó sẽ không có hiệu quả. Và khi mà mình đặt tay hỗ trợ năng lượng thì lúc này mình phải mang một cái tư tưởng là năng lượng của vũ trụ hỗ trợ, mình chỉ là cầu nối đưa qua thôi, và năng lượng này không phải là của mình. Nếu ai mang một cái tư tưởng là năng lượng này là của mình và mình đang đem cho người khác, thì cái người đó họ sẽ bị nhiễm trược, tức là họ rất là dễ bị nhiễm trược hơn những người khác. Tại vì sao? Vì nếu mình nghĩ là năng lượng này của bản thân mình mà mình cho người kia thì mình lấy đâu năng lượng ra mà mình cho? Trong khi cái năng lượng mà mình dành cho mình nhiều khi nó còn không đủ nữa, thì làm sao mình đem cho người khác được? Mình chỉ là cái cầu nối để đưa năng lượng qua cho người bệnh thôi, chứ năng lượng này không phải là của mình, mà năng lượng này là của vũ trụ, chứ không phải là cái người đi hỗ trợ. Mình phải hiểu như vậy thì mình làm việc nó mới hiệu quả được. Thì về cái tư tưởng thứ ba, khi mà mình đặt tay hỗ trợ thì đừng có mang một cái tư tưởng là khi hết bệnh thì cái người đó họ sẽ ca ngợi mình, họ sẽ tung hô mình. Bởi vì cái người đi hỗ trợ năng lượng cho người khác, mình sẽ không cần bất kỳ một cái sự khen ngợi nào hết. Và mình đặt tay là vì cái người đó cần, họ cần năng lượng thì mình cho,
chứ mình không có cần họ khen mình. Nếu ai mang một cái tư tưởng như vậy thì cái người đó đặt tay sẽ không còn hiệu quả nữa nha. Đó là về cái phần tư tưởng. Về cái phần thứ ba là tình thương, thì cái phương pháp này, cái tình thương của cái phương pháp này nó rất là lớn, mà nó không phải giống như là cái tình thương trong gia đình, anh chị em, hoặc là cha mẹ với con cái, hoặc là giữa vợ chồng với nhau, nó không phải như vậy. Mà cái tình thương này nó là cái tình thương nhân loại, giữa con người với con người, một cái tình thương thuần túy, đơn thuần và không đòi hỏi, không vụ lợi. Một cái tình thương chỉ có cho nhưng mà không cần nhận lại. Một cái tình thương đó rất lớn. Thì khi mà mình cho người ta năng lượng thì cái năng lượng này nó sẽ tỷ lệ thuận với cái tình thương của cái người cho. Tỷ lệ thuận với cái tình thương của cái người cho. Nếu như mình thương ai nhiều thì mình chạm tay, mình đưa năng lượng qua, nó sẽ nhiều, và cái người kia sẽ đợn được nhiều. Mà cái tình thương này, như mình đã nói rồi, nó đơn thuần giữa con người với con người thôi. Mình thấy người ta bệnh, người ta đau nhức, người ta khổ, mình thương, mình hỗ trợ, mình là cầu nối, mình đưa năng lượng. Vì mình biết là năng lượng này nó không bao giờ cạn kiệt, và mình cũng không phải lấy của bản thân mình đem cho. Mình chỉ tốn một chút xíu thời gian để đưa cái năng lượng này qua cho cái người cần thôi. Ngoài ra mình không mất gì hết, mà có khi mình lại được nhiều hơn nữa. Vậy thì tại sao mình không dám chia sẻ cái tình thương này? Và cái tình thương này nó không có phân biệt giai cấp, giàu nghèo, hoặc là người quen hay người lạ. Nó không phân biệt. Người giàu, người nghèo, người quen, người lạ đều được nhận cái lượng năng lượng như nhau hết. Cái lượng năng lượng mình nhận được nhiều hay ít là nó sẽ dựa vào cái chứng bệnh của cái người đó họ đang mang trên người, hoặc là dựa vào cái cơ thể của cái người đó khi họ thiếu nhiều hay thiếu ít, để mà họ nhận được cái lượng năng lượng đủ cho bản thân họ. Chứ chúng ta không dựa vào cái sự quen biết, hoặc cái sự là mua đổi trả. Vì cái năng lượng này nó không phải được mua bằng tiền, mà nó có được là bằng cái tình thương. Mà cái tình thương này nó là vô giá, vì nó xuất phát từ cái ngài Dasira Narada dành cho nhân loại này, chứ không phải là một cái tình thương giữa trong gia đình. Thì khi mà các bạn được nhận cái tình thương này, được nhận cái năng lượng này, thì nó sẽ xuất phát từ một cái người mà họ cho nhưng mà họ không có mưu cầu nhận lại. Thì nếu như các bạn muốn thể hiện tình thương bằng phương pháp này với những người xung quanh mình, thì các bạn đừng nghĩ rằng là khi chúng ta đặt tay hỗ trợ năng lượng thì lúc đó chúng ta mới thể hiện tình thương. Không phải như vậy. Không phải như vậy. Cái chúng ta thể hiện tình thương với những người khác bằng phương pháp này nó rất là đơn giản. Trước tiên mình phải có tình thương với bản thân mình trước. Thì tình thương với bản thân mình bằng phương pháp này như thế nào? Khi học xong rồi thì chúng ta phải thiền cho thật tốt. Để chi? Để chúng ta có sức khỏe. Và khi chúng ta có sức khỏe rồi thì chúng ta mới đi chia sẻ về cái phương pháp này cho những người xung quanh mình được. Khi mà chúng ta chia sẻ về phương pháp này cho những người xung quanh mình thì chúng ta sẽ lấy chính bản thân của mình làm ví dụ, để cho người xung quanh của mình họ có lòng tin vào phương pháp này, và họ tìm đến phương pháp này để họ học, để họ có được một cái sức khỏe giống như mình. Chứ không phải chúng ta đi đặt tay cho người khác nó mới thể hiện tình thương. Không phải vậy. Tại sao? Vì cái việc mà đặt tay hỗ trợ năng lượng cho người khác
Nó phải tùy theo cái duyên. Không phải ai học xong rồi mình cũng về đặt tay cho người khác được, mình cũng về đặt hỗ trợ năng lượng cho người khác được. Không phải ai cũng được. Vì có người nhiều khi học xong cả đời không có đặt tay hỗ trợ năng lượng cho ai hết, nhưng họ lại giúp đỡ được rất là nhiều người đến với phương pháp này, bằng chính cái lời nói của mình, bằng chính cái sức khỏe của họ đang có trên người của họ. Tại sao họ làm được như vậy? Vì họ luyện tập tốt, và họ dám nói, họ dám thể hiện và họ dám chia sẻ. Thì nếu như bạn không có tình thương, bạn dám chia sẻ với người khác về phương pháp này hay không? Bạn rất là ngại, vì bạn sợ là khi mà người ta nghe thì người ta sẽ nghĩ là bạn đang nói về một cái điều gì đó nó không có thật, và người ta sẽ cười mình. Cho nên bạn không dám chia sẻ về phương pháp này. Còn cái việc đi đặt tay hỗ trợ năng lượng cũng vậy. Nếu tình thương bạn không đủ lớn thì bạn sẽ không dám làm, mặc dù bạn có cơ hội để làm. Nên mình nói là những cái người có cơ hội để làm nha. Còn những cái bạn mà không có cơ hội để làm thì mình không nói. Nhưng khi có cơ hội để làm nhưng bạn lại không dám làm, bạn không dám chạm dùng tay của mình để hỗ trợ năng lượng cho người khác. Tại sao? Không phải bạn không có tình thương, nhưng mà lúc đó tình thương bạn chưa đủ lớn. Bạn sợ, bạn sợ đặt tay rồi chút xíu mình lại bị dướng trượt, rồi về mình xả trượt. Bạn sợ mất thời gian. Tức là rất là nhiều cái sợ trong lòng của bạn nó khởi lên, do lúc đó tình thương của bạn chưa đủ lớn. Còn nếu tình thương bạn đủ lớn, bạn không sợ gì hết. Bạn làm bằng cái tấm lòng của mình, bằng cái sự yêu thương của mình. Bạn thấy cái người bệnh đó họ đau đớn, họ cần giúp đỡ, bạn hỗ trợ ngay và bạn không suy nghĩ gì hết. Có thể sau khi bạn làm xong, bạn về bạn bị dướng trượt, bạn mệt, thì mình bị dướng trượt thì mình xả thôi, đâu có gì lo, đúng không? Khi chúng ta đã học phương pháp này thì mọi cái nó đều có cách giải quyết hết, nên chúng ta không cần phải sợ gì hết. Cứ thể hiện tình thương của mình đối với những người xung quanh mình, hoặc đối với những con vật xung quanh mình. Khi mà mình thấy những con vật mình nuôi nó cần năng lượng, mình cứ cho, cứ hỗ trợ, không cần phải lo lắng gì hết. Còn những cái bạn mà mình không có cái điều kiện để đặt tay hỗ trợ cho người khác, thì sao? Thì mình cũng thể hiện được tình thương vậy. Như hồi nãy mình đã nói rồi, các bạn cứ luyện tập đi, luyện tập cho thật tốt đi. Để chi? Để mình khỏe, bản thân mình khỏe, sau đó thì mình đi chia sẻ với mọi người về phương pháp này. Nó rất là dễ. Tại vì đang có một cái ví dụ là mình, là chính mình đây rồi. Ngày trước mình bệnh như thế nào, mà bây giờ nhờ phương pháp này mình khỏe như thế nào. Mình chia sẻ với những người xung quanh mình về phương pháp này, để họ biết và họ tìm, họ đi học. Và khi mà các bạn chia sẻ về phương pháp này, các bạn cũng phải nhớ là chúng ta không cần cái người mà chúng ta được chúng ta chia sẻ, họ phải học ngay đúng cái chỗ mà mình đã từng học. Không nhất thiết vậy. Giống như bây giờ các bạn đang học bên đây, các bạn không nhất thiết là cái người đó phải tìm qua bên đây học mới được. Không cần thiết. Bạn chỉ cần chia sẻ về phương pháp này, và nó sẽ do duyên của cái người học. Họ thuận duyên, họ học ở đâu gần thì họ đến chỗ đó họ học, chứ không nhất thiết là phải học cái chỗ mà các bạn đã từng học nha. Đó là bạn đã thể hiện tình thương. Nguyên tắc số 4 là về cái phần nghiêm túc. Thì trước tiên chúng ta phải nghiêm túc trong cái việc làm của mình. Nếu mà các bạn đã nhận hỗ trợ năng lượng cho người bệnh thì các bạn phải thiền trước khi các bạn đi hỗ trợ, vì các bạn là cầu nối để đưa năng lượng qua cho người bệnh. Nên nếu như các bạn không thiền trước thì luân xa của các bạn nó không có thanh trượt. Thì khi mà các bạn đến, các bạn chạm tay để đưa năng lượng qua cho người bệnh, lúc này các bạn đang vào trạng thái thiền động, thu vào phát ra, thì cái người bệnh họ sẽ không nhận được nhiều năng lượng, do cái cơ thể mà của cái người đi hỗ trợ họ không thanh trượt, cho nên người bệnh sẽ không nhận được nhiều năng lượng. Do cái phần năng lượng nó sẽ ra cùng cái phần trượt, nên cái phần năng lượng nó sẽ bị ít lại.
Và sau khi mà các bạn đi hỗ trợ cho người bệnh về xong thì các bạn cũng phải thiền, và các bạn phải thiền gấp 2, gấp 3 lần so với cái việc mà trước khi các bạn đi hỗ trợ. Vì khi mà mình hỗ trợ năng lượng cho người bệnh thì sẽ có đôi lần là mình sẽ không có tập trung. Và những lúc mà mình không tập trung như vậy thì mình rất là dễ nhiễm cái trược từ cái người bệnh. Và nếu như mình ỷ y, mình về mình không thiền, mình cứ để ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, thì lâu dần thì cái phần trược nó sẽ nhiều lên, và nó sẽ làm cho cái cơ thể của mình bị mệt. Thì lúc này mình sẽ nghĩ là do cái phương pháp này nó không hiệu quả, thì vô tình các bạn lại làm ảnh hưởng đến cái sự phát triển của phương pháp này. Mà nguyên nhân chính lại là do các bạn làm việc không nghiêm túc. Khi các bạn hỗ trợ xong về nhà các bạn phải thiền, đó là điều bắt buộc nha. Và phải thiền gấp 2, gấp 3 lần so với bình thường. Bình thường mình không đi hỗ trợ cho người bệnh, mình có thể thiền 1, 2 lần trong ngày cũng được, thiền ít hơn cũng được. Nhưng đã đi hỗ trợ cho người bệnh phải thiền nhiều, để cơ thể thanh trược trước và sau khi làm đều phải thiền hết. Đó là cái điều bắt buộc nha. Và chúng ta phải nghiên cứu tài liệu trước khi đi hỗ trợ. Chúng ta phải nắm được là vùng đau nào, do luân xa nào quản lý, để khi mà chúng ta đặt tay hỗ trợ, chúng ta sẽ đặt đúng vị trí và cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Để tránh trường hợp là chúng ta đã chạm tay, đã cảm nhận được vùng đau rồi, nhưng mà lúc này chúng ta lại không biết là do luân xa nào quản lý, thì chúng ta đặt không đúng vị trí, thì cái việc làm của mình nó dẫn đến cái hiệu quả là nó sẽ không cao, và người bệnh sẽ không có cảm thấy là người khỏe được nha. Và cái phần nghiêm túc thứ hai là trong cái cách ăn mặc, thì cả mình và cái người đến nhờ mình hỗ trợ thì cả hai người phải ăn mặc nghiêm túc, không được hở hang. Thì trước tiên là bản thân của cái người hỗ trợ cho người khác. Tại sao mình phải ăn mặc nghiêm túc? Vì lúc này mình là cái người đại diện cho cái phương pháp này, để đặt tay hỗ trợ cho người khác, mình phải ăn mặc nghiêm túc để người ta có một cái nhìn tôn trọng cái phương pháp của mình. Người bệnh là người nhận năng lượng, thì để tránh cho cái người hỗ trợ mất tập trung thì người bệnh phải ăn mặc nghiêm túc. Và đồng thời nó cũng nói lên được là cái người bệnh cũng tôn trọng cái phương pháp này giống như mình. Và cái phần nghiêm túc thứ ba là trong lời ăn tiếng nói. Thì khi mà mình đi hỗ trợ thì trong quá trình mình hỗ trợ năng lượng, mình không được nói chuyện, không được cười giỡn, vì nó sẽ làm cho mình mất tập trung. Và khi mình mất tập trung thì mình sẽ không cảm nhận được bệnh, và cái khả năng mà mình bị vướng trược lại rất là cao lúc mà mình bị mất tập trung. Thì nếu mà mình muốn hỏi người bệnh là họ bị bệnh gì, mình muốn khai thác bệnh sử, thì mình phải hỏi bệnh nhân trước khi mình làm. Và các bạn cũng đừng có ngại là cái người đó họ sẽ nghĩ là mình dở, mình không cảm nhận được bệnh. Các bạn phải nên nhớ rằng cái chúng ta cần là cái hiệu quả trong cái công việc hỗ trợ, chứ chúng ta không cần danh lợi. Nên nếu họ nghĩ mình dở cũng không sao hết, miễn sao khi mà mình hỗ trợ xong họ khỏe là mình đã thành công rồi. Còn hơn là các bạn không cảm nhận tốt nhưng các bạn lại ngại không hỏi, và khi các bạn làm xong người đó họ nói là họ không khỏe, họ không mệt, họ không giảm đau, thì lúc này là chúng ta đã thất bại rồi. Nhưng chúng ta đâu có cần danh lợi đâu, chúng ta đâu có cần người khác khen mình đâu, thì có gì đâu mà chúng ta phải ngại hỏi, đúng không? Chúng ta cứ hỏi bình thường, bạn bị đau sao, bạn xét nghiệm, bạn bị bệnh ở bộ phận nào. Là lúc này chúng ta cứ mạnh dạn mà làm. Thì trong quá trình, ngoài cái việc là chúng ta hỏi bệnh sử trước, thì chúng ta cộng với cái việc mà đặt tay mình cảm nhận nữa, từ đó mình tìm ra được cái gốc bệnh, chính cái gốc bệnh đó lúc này mình hỗ trợ năng lượng cho người bệnh thì nó sẽ hiệu quả hơn. Chỉ cần họ cảm thấy là người họ nhẹ, họ khỏe thì chúng ta đã thành công rồi. Cái hiệu quả trong công việc là cái điều quan trọng.
chứ không phải cái việc được khen ngợi, được danh lợi mới là quan trọng. Thứ tư là nghiêm túc trong cái thao tác. Thì nam hỗ trợ cho nữ hoặc là nữ hỗ trợ cho nam, thì đến những cái phần nhạy cảm của cái người khác phái thì mình không được phép đặt tay trực tiếp, mà mình phải để cái tay của người bệnh nằm bên trong, tay mình để bên ngoài. Hoặc mình có thể dùng cái phương pháp bắn xung năng lượng là mình sẽ để cách ra từ 5 đến 7 cm. Cái thao tác của mình phải nghiêm túc nha, để tránh gây sự cái hiểu lầm cho người bệnh nha, và nó sẽ ảnh hưởng tới cái môn học của mình. Thì qua 4 cái nguyên tắc trên thì mình biết là các bạn lo lắng nhất là ở cái nguyên tắc số 1 về cái lòng tin. Thì thật sự thì đó chỉ là trên lý thuyết thôi, vì mình là cái người hướng dẫn nên mình phải hướng dẫn đầy đủ cho các bạn. Còn thực tế đối với kinh nghiệm của bản thân mình thì nguyên tắc số 1 là không có nguyên tắc nào hết. Nếu như bây giờ các bạn tư tưởng vững vàng, không vụ lợi, tình thương các bạn đủ lớn và các bạn làm việc trong trạng thái nghiêm túc, thì khi các bạn đặt tay hỗ trợ năng lượng chắc chắn sẽ hiệu quả. Nên đối với mình, nguyên tắc số 1 là các bạn đừng có lo lắng về cái nguyên tắc đó nha. Còn nếu như các bạn nghĩ là do mình hoặc là những người học trước họ học cao hơn các bạn nên họ đặt tay hiệu quả hơn, thì điều đó là hoàn toàn không có đâu. Với cái phương pháp này không có cấp bậc nào cả, người đi trước có thể còn dở hơn người đi sau nữa. Các cấp lớp mà chúng ta đặt ra thì nhằm cái mục đích là để biết được cái luân xa của học viên đang ở vị trí nào mà hỗ trợ cho học viên học thêm lên thôi, chứ nó không nói lên được là cái người đó học cao hơn thì đặt tay sẽ hiệu quả hơn là cái người học thấp hơn. Mình nói một cái ví dụ, chẳng hạn như bây giờ cái bạn đó đi, bạn đó học lớp 4 luân xa mở cao cấp rồi 90%, còn cái bạn bên đây chỉ học lớp 2 thôi, luân xa mở 60%. Nhưng cái bạn lớp 4 bạn lười thiền hơn, bởi vì bạn nghĩ là học cao cấp rồi không bị bích luân xa đâu, thôi mình nghỉ bữa thiền bữa cũng được, không sao đâu thôi. Trong khi cái người học cấp 2 họ thiền tốt, họ chăm luyện tập, họ chăm luyện tập ngày nào họ cũng tập hết, thì luân xa họ được mở 60 là nó nằm đúng vị trí 60% mà. Thì cái lượng năng lượng và người bệnh họ sẽ nhận được nhiều. Cho nên đối với cái phương pháp này, cấp bậc không có cái cấp bậc nào hết, và lòng tin cũng vậy. Nếu như mình làm việc trong cái trạng thái là nghiêm túc, không đòi hỏi vụ lợi gì hết, và tình thương của mình cho đi không cần nhận lại, một cái tình thương cao cả như vậy, thì chắc chắn các bạn đặt tay sẽ hiệu quả. Còn nếu như ai mà để bị kẹt vào nguyên tắc số 1 thì phải xem lại 3 nguyên tắc kia các bạn có bị kẹt hay không nha. Đó là cái phần lý thuyết ngày hôm nay. Bây giờ thì chút xíu các bạn sẽ thiền và các bạn sẽ được khai mở luân xa số 5 và số 4 với đẳng cấp của lớp 2 là 60%.